Thưa quý vị, đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát, Israel ngày càng chuyển trọng tâm sang miền Trung và miền Nam giải Gaza. Tại đây, họ đã bao vây và nhắm mục tiêu đặc biệt vào thành phố Khan Yunis. Nhưng giờ đây, lực lượng Hamas đã tái xuất ở phía Bắc Gaza sau hơn 112 ngày xung đột với hàng loạt tên lửa nhắm vào Israel. Câu hỏi được đặt ra là mục tiêu tiêu diệt Hamas của Israel liệu có khả thi hay không? Và liệu chiến lược dai dẳng của Hamas có đặt Israel vào thế tiến thoái lưỡng nan hay không? Vào ngày 16 tháng 1, Hamas đã phóng 25 quả tên lửa từ phía bắc giải Gaza nhắm vào thành phố Netivot phía nam Israel. Mặc dù không có người dân nào thiệt mạng, nhưng cuộc tấn công này đã làm dấy lên băn khoăn về tuyên bố của Israel rằng nước này đang trên đường tiêu diệt Hamas sau hơn 100 ngày xung đột. kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã khẳng định họ muốn xóa sổ lực lượng này. Vào thời điểm đó, thì nhiều nhà phân tích đã cảnh báo rằng việc tiêu diệt nhóm này là phi thực tế và sẽ chỉ làm tăng thêm cái giá phải trả cho dân thường ở giải Gaza. Rồi đây, dấu hiệu mới về việc Hamas lấy lại khả năng tấn công Israel từ phía Bắc Gaza càng củng cố thêm dự đoán đó. Chuyên gia Omar Rahman thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu có trụ sở tại Qatar lập luận rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa gửi thông điệp tới người Israel nói chung rằng mục tiêu tiêu diệt Hamas của họ không hiệu quả. Nếu Hamas vẫn có thể bắn tên lửa và tấn công quân đội từ phía bắc giải Gaza, nơi Israel đã bao vây trong 112 ngày, thì mục tiêu tiêu diệt Hamas đang thất bại. Ngoài ra, ông Hugh Lovat tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nhận định rằng Israel tuyên bố đã tiêu diệt 9.000 thành viên Hamas trong số hơn 25.000 người Palestine thiệt mạng ở giải Gaza. Tuy nhiên, 70% nạn nhân được cho là phụ nữ và trẻ em. Ông Lovat cho biết ông nghi ngờ con số 9.000 thành viên Hamas bị tiêu diệt tính cho đến thời điểm này. Ông cho rằng ngay cả khi con số đó là chính xác thì đại đa số thành viên của Hamas vẫn còn sống và sẵn sàng chiến đấu bởi cơ quan tình báo Trung ương Mỹ từng ước tính rằng Hamas có khoảng 35.000 thành viên chỉ riêng ở giải Gaza. Theo nhận định của giáo sư Kobi Michael, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, các thủ lĩnh Hamas ở giải Gaza đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Israel, đồng thời cân nhắc hoàn thiện chiến lược chỉ hoãn và tiêu hao. Các nguyên tắc cơ bản của chiến lược này đưa ra những yêu cầu cực đoan trong các cuộc đàm phán về con tin nhằm làm suy yếu xã hội Israel, làm gia tăng căng thẳng giữa xã hội dân sự Israel với giới lãnh đạo quân sự và chính trị của nước này, đồng thời tăng cường áp lực quốc tế đối với Israel bằng cách thúc đẩy căng thẳng, Hamas sẽ cải thiện triển vọng đạt được một thỏa thuận có lợi hơn. Điều này không chỉ khiến Israel và Mỹ chia rẽ mà còn thúc đẩy Washington làm trung gian cho một thỏa thuận dẫn đến việc thả con tin. Một thỏa thuận như vậy có thể sẽ chấm dứt chiến sự theo các điều khoản phù hợp với yêu cầu của Hamas. Một yếu tố có lợi nữa cho Hamas là căng thẳng leo thang giữa Israel và Ai Cập đang đe dọa quan hệ hợp tác và ổn định giữa hai bên trong bối cảnh này việc chính quyền mỹ của tổng thống joe biden đang ngày càng không tán thành một số đường lối chính sách do giới lãnh đạo chính trị của israel đưa ra và thực hiện đặc biệt là thủ tướng israel benjamin netanyahu điều này có lợi cho hamas và củng cố cam kết của hamas đối với chiến lược chỉ hoãn và tiêu hao trong khi đó, về phía Israel, sau hơn 100 ngày giao tranh với Hamas ở giải Gaza, những thách thức của Israel trong việc đạt được các mục tiêu đã nêu trong cuộc chiến, cụ thể là việc loại bỏ năng lực quân sự và quản trị của tổ chức này, cũng như đảm bảo giải phóng con tin, ngày càng trở nên rõ ràng. Khoảng cách giữa sự thành công của lực lượng phòng vệ Israel và cảm giác lo lắng ngày càng tăng trong cộng đồng, cả trong xã hội Israel cũng như trên các phương tiện truyền thông Israel và quốc tế ngày càng gia tăng. Theo thời gian, những hình ảnh tan khốc ở giải Gaza cùng với những báo cáo về thương vong của người Palestine cho thấy tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi. Người dân khu vực Gaza đông đúc bị bao vây, bắn phá, chịu ảnh hưởng của nạn đói và dịch bệnh. Bộ Y tế giải Gaza và các bác sĩ cho biết nhiễm trùng tụ cầu khuẩn, thủy đậu, phát ban, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm mảng não, quai bị, kể, sởi và ngộ độc thực phẩm đều đang gia tăng. Điều này khiến quốc tế tăng cường chỉ trích và khiến Mỹ áp lực phải yêu cầu Israel chấm dứt tình trạng thù địch hiện tại. Song song với đó là mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng an toàn của những con tin. Điều này cũng làm tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Israel để đảm bảo giải phóng con tin bằng bất cứ giá nào cam kết kiên định của giới lãnh đạo chính trị trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự và tận dụng một thỏa thuận thuận lợi hơn để thả các con tin đã tạo ra sự chia rẽ ngày càng tăng trong cả chính phủ và một bộ phận người dân ngày càng có nhiều người israel ủng hộ thả con tin ngay lập tức và bằng bất cứ giá nào ngay cả khi điều đó có nghĩa là trì hoãn mục tiêu đánh bại hamas Trước sức ép phải đạt được thỏa thuận trao trả một số con tin còn lại ở Gaza ngày càng lớn, thì những ngày qua, gia đình các con tin và các binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza đã biểu tình tại cửa khẩu Kerem Salom bên phía Israel, chặn xe tải viện trợ vào giải Gaza. Họ bày tỏ sự thất vọng vì đã hơn 110 ngày, nỗ lực giải thoát cho số con tin còn lại vẫn dậm chân tại chỗ. Hàng nghìn người Israel cũng tuần hành quanh trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv kêu gọi thả con tin ngay lập tức. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả hơn 100 con tin còn lại mà Hamas đang giam giữ, tuy nhiên hiện vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa yêu sách của hai bên. Theo các nguồn tin, Israel đã đề xuất tạm dừng giao tranh trong 60 ngày và trong thời gian này, hơn 100 con tin sẽ được thả theo từng giai đoạn, với ưu tiên là phụ nữ và trẻ em, sau đó sẽ thả các thường dân nam, nữ, quân nhân và hài cốt của các con tin đã thiệt mạng sau khi bị Hamas bắt cóc. Tuy nhiên, kế hoạch này hoàn toàn trái ngược với đề xuất cuối cùng của Hamas. Hamas đề xuất chấm dứt chiến tranh, đảm bảo sẽ không khơi mào cuộc chiến mới và thả tất cả những người bị Israel giam giữ, bao gồm cả những người tham gia vào cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, Israel lập tức bác bỏ các điều kiện của Hamas, phản đối lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, một quan điểm được Washington ủng hộ quan điểm công khai của thủ tướng netanyahu là buộc hamas phải đầu hàng và đồng ý thả con tin vô điều kiện đây sẽ là giao cản cho việc đạt được đột phá về ngoại giao quan điểm này đã vấp phải sự phản đối ngay lập tức trong nội các chiến tranh của israel khi gadi esenkot thành viên đảng thống nhất israel một cựu tướng phát biểu trên một đài truyền hình israel rằng sẽ không thể đảm bảo việc đưa các con tin trở về an toàn nếu không có thỏa thuận ngoại giao thưa quý vị cho đến nay cuộc xung đột giữa hamas và israel vẫn chưa có lời giải cho hồi kết của cả hai phía và cho cả cộng đồng quốc tế mục tiêu của hamas là chấm dứt chiến tranh đồng thời đảm bảo hamas tồn tại với tư cách là một thực thể quân sự vừa quản trị ở giải gaza đối với hamas đó sẽ là một chiến thắng nhưng chiến lược này đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với israel tạo ra một cuộc chiến tranh tiêu hào dài dẳng và cản trở khả năng của israel trong việc đảm bảo an ninh dọc biên giới vì vậy điều bắt buộc là israel phải ngăn chặn chiến lược của hamas và phá bỏ năng lực của tổ chức này có thể nói kết quả của cuộc xung đột vẫn còn khó đoán định trong năm 2024 và điều mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại là những chuyến hàng viện trợ được đến với những người dân ở giải Gaza và sự an toàn của những con tin. Ngày 26 tháng 1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel tuyên bố từ bỏ nỗ lực giành ghế nghị viện châu Âu EP sau khi hứng chịu chỉ trích liên quan đến việc quyết định từ chức của ông để tham gia tranh cử EP. Bên cạnh đó, ông cũng bảo vệ quyết định ban đầu từ chức chủ tịch hội đồng châu Âu, cho rằng điều này phù hợp với những trách nhiệm hiện nay của ông. Như vậy ông Michel sẽ tiếp tục đảm nhận chức trách cho đến hết nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng châu Âu vào cuối tháng 11 năm nay. Trước đó, hôm 7 tháng 1, ông Michel tuyên bố ông sẽ dẫn đầu danh sách các ứng cử viên của đảng phong trào cải cách MR tranh cử EP vào tháng 6 tới. Nhiều chính trị gia châu Âu đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên, thậm chí cho rằng việc ông Michel từ bỏ chức trách chủ tịch Hội đồng châu Âu không khác gì thuyền trưởng bỏ rơi con tàu giữa dòng bão.